Dạ rồi, em chào quý bà con mình ha. Thì hôm nay thì cái thời điểm này là cái thời điểm đầu tháng 8 âm lịch, thì là một trong những cái thời điểm mà bà con Na Thái đang làm trái để cái trái mùa Na Tết rất là đông, và cũng như là đang tới cái những cái ngày mà sắp tới đây là người ta đang thụ phấn rất là nhiều. Thì có nhiều bà con cũng có hỏi em là nhờ thầy quay cái vườn của thầy thụ phấn như thế nào, rồi mình thụ cái cách nào là để cho nó đạt hiệu quả cao, rồi để tại vì cái thụ phấn này nó có nhiều cái cách bà con, nó nhiều cái cách mà có những cách thì nó lại tốn rất là nhiều nhân công, rồi nó rất là tốn nhiều nhân lực rồi chi phí. Thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho bà con trong quá trình em đi với bà con, em học hỏi rất là nhiều thứ từ bà con nông dân Na Thái, thì em sẽ chia sẻ cho bà con cái cách mà chúng ta thụ phấn bằng cái cách nào mà để cho nó đơn giản nhất và nó hiệu quả nhất, rồi ít tốn nhân công nhất và ít tốn chi phí của bà con nông dân nhất đến hôm nay quý bà con mình ha. Và em sẽ đây đây là cái giải pháp. Có nhiều người thì thụ phấn bằng cái đồ bóp, thụ phấn bằng bông, ngắt bông ra rồi thụ vô, rồi thụ vô rất nhiều cái luôn. Nhưng mà rồi nhiều, hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho bà con là cái cách thụ phấn hiệu quả nhất hiện nay luôn, là em là cái thụ phấn bằng cái ống hút này. Thì em sẽ chia sẻ cho bà con cái ống hút này nó có gì khác biệt nha bà con, nó có điểm khác biệt nha. Nó em sẽ chia sẻ bà con cái cách làm và cũng như là cái cách em làm, sẽ quay thực tế cho bà con luôn cái vườn của em bữa nay cắt cành 33 ngày, thụ không dài 3 ngày à. Thì sẽ chia sẻ thực tế trên đó cho bà con luôn. Đầu tiên là em sẽ chia sẻ cái cách là thụ phấn này cho bà con mình trước. Nói về cái ưu điểm của cái cách thụ phấn này á, thì nó đơn giản dễ làm. Cái thứ hai nữa là mình không cần lấy phấn. Cái thứ ba nữa là cũng đạt hiệu quả rất là cao. Nói chung là cái nhiều 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 bà con đã đang làm rất là thành công trên cái việc này. Rồi đầu tiên là mình cái này nó em quay cho bà con mình xác ha. Đó, quay cho bà con mình xác. Đây cái đầu tiên là cái việc mình lựa chọn cái ống hút. Cái ống hút sao mà mình lựa chọn ống hút mà nó vừa cái nõn á, chứ có nhiều ống hút thì nó nhỏ hơn cái nõn, nhỏ hơn cái nõn rồi có thể là bự hơn cái nõn, nhưng mà em thấy cái ống hút này nè bà con là nó vừa luôn, là theo nghiên cứu của nhiều bà con nông dân với lại là em cũng nghiên cứu là cái này là vừa cho cái bông na dữ lắm luôn. Và đặc biệt thì cái chỗ này nè bà con, thấy cái chỗ này nha bà con, để ý giùm em là mình cắt cái gân cưa, gân cưa mình giống như là cái lưỡi cưa vậy đó, mình sẽ cho nó đi xéo 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 cái góc này bà con. Quay sát sát chút xíu, sát chút, nó xéo xéo cái góc này chút nè ha, nó làm cái gân cưa như thế này ha. Thì khi bà con mình xay qua xay lại thì là bông nó rớt, cái phấn nó rớt sạch sẽ luôn, tại vì nó có cái gân cưa nó rớt sạch sẽ luôn. Đây là cái điều mới trong cái việc làm này ha. Rồi bà con chuẩn bị cái tre con chuốt gì nè ha, tre mình chuốt như thế này và mình sẽ cho chuốt làm sao mà cho nó vừa với cái hút, nó vừa khít luôn bà con. Để làm gì? Để cho cái phấn mà nó khi mà mình xe vào cái bông á, nó sẽ rớt xuống đây là một ha. Rồi nó trong cái quá trình nó rớt xuống là nó ốp vô nõn rồi. Thì mình sẽ bằng cái cách nào để nó để cho nó vừa rơi phấn vô và nó vừa vừa dính vô cái nõn luôn. Thì đây là cái giải pháp ha. Thì đây là cái cách làm cái cây, rồi em sẽ ra ra mời bà con mình ra theo vườn em làm thực tế cho bà con mình xem ha. Rồi mời bà con mình theo em. Rồi. Cái vườn này thì bữa nay thì cũng thụ được 3 ngày bà con. Giờ đậu cũng lai gai à, cây mười mấy 20 bông. Nó trái này đậu nè. Mấy cái cây này thì em để dành 3 cây này nè, không có thụ. Qua qua cây này đi. Đây cái cây này thụ đi. Em làm thực tế cho bà con mình xem xíu à. Giờ em kiếm cái bông này em quay thực tế đi. Đây đây có cái bông nở nè, quay bông nở nè. Đó. Quay cái bông nở nè, đây. Thì cái mùa này này mấy trái này đậu nè. Trái này mới thụ tội. Ha. Rồi, em kiếm cái bông nở đi, ví dụ như cái bông này đi. Ha. Rồi bông này em làm thực tế thôi nha bà con. Này là bông nhóc chưa nè. Rồi, lấy cái bông này cho nó dễ nha bà con. Đó, khi mà mình đút cái mình gỡ cái lên nè. Đó mình đút cái cây giống hút mà thấy bà con thấy nó vừa với cái bông à. Đó bà con xay như vậy ha, xay gì xay qua một cái là trong cái quá trình xay này là khi phấn nó rớt xuống rồi, phấn nó rớt xuống cái là nó dính vô cái nõn mất rồi
mình xây lại ngược cái là phấn nó gơi, gơi nó vừa gớt dính vô nõn mà vừa gớt vô ống hút ha. Rồi bà con sử dụng cái thủ thuật là bà con lấy cái ngón tay nè, con búng lên cái, búng phấn lên cái, rồi con làm thấy sao mà cho nó dính vô cái phấn, nó dính vô nõn là ok. Con quay dưới đây, quay quay cái đây, phấn dính vô nõn là bà con. Tại vì cái này là mới thụ cái bông đầu thôi, thụ vài cái bông nữa là phấn nó sẽ gơi gơi trực tiếp vô đây luôn là nhiều nè, là mình búng cái là lụm. Mà đây cái trái này đậu nè bà con, quay cái này, cái đậu nhóc ở chân nè, con thấy đậu nhóc ở chân nè ha, nè đậu nè, đậu nè. Rồi mình làm dấu, mình bẻ nửa cánh mình làm dấu thì mình tránh cái tình trạng là mình ngắt hết cái bông nha bà con, ngắt hai cánh hoặc là một cánh vậy đó. Nước mưa mà cái này trời ngày nào cũng mưa, chứ mưa nó vô gọn cái là nó bị dễ, nó bị thối cái noãn. Thì nói thì mình nói cái bị dính vô noãn vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là bông mà nó đã chịu đậu rồi thì nó dễ lắm, nó đụng vô cái nó đậu, đụng vô cái nó đậu à đó. Nó đậu nhóc ở chân nè nha, còn cái này đậu nè đó, trái này đậu nè. Rồi em quay em làm một hai bông nữa cho bà con mình ha, tại vì bông này. Con này bên hai đậu nè, đậu lừ lừ chân này. Thì mà còn cái dạng bông kinh khủng lắm nha bà con, mới có 30 mấy ngày thôi, 33 ngày à, bông còn nhiều lắm. Bông đậu nè nhớ. Rồi để em làm thực tế một hai bông nữa cho bà con mình xem ha. Rồi rồi em lại em thụ cái bông này cho bà con mình xem ha. Thì bây giờ khi mà bà con mình thụ một vài bông được rồi đó, là cái phấn nó sẽ rơi vô đây ha, nó rơi vô đây rồi mình sẽ vô kiếm cái bông. Thì cũng có nhiều bà con hỏi là cái bông lựa chọn cái bông nào để thụ, thì cái bông cái mùa này thì bông thẳng thì tốt, bông không thẳng thì mình thụ thì nếu mà tới cái thời điểm của nó cũng ví dụ như tới khuya khuya là nó nở lên là nó thẳng lên là lụm ra bà con. Đây là cái bông này đi nha, thì bà con lựa cái bông mà nó thẳng hơn cái bông này một chút. Em xin lỗi, nó nở hơn bông này một chút nha, tại vì giờ buổi sáng thì nó ít bông quá, thì em chưa bông nở quá thì em làm thực tế cho bà con nở ra gì nè. Thẳng cánh thì tốt nhưng mà lựa cái bông phải phải nở ra gì nè thì mình thụ nó mới ngon nha. Còn bây giờ nó không nở thì mình đút vô đây nè bà con, quay cho kỹ nha. Con thấy cái ống hút này nó rất là vừa, con thấy không, rất là vừa cho cái bông na, bởi cái việc lựa chọn cái ống hút cũng quá cái quan trọng lắm. Bà con mình xe nè, xe thì phấn nó sẽ tự phấn của nó sẽ tự một cái một phần là nó gớt, còn cái mình búng lên cái nè là phấn nó dính liền. Đây là cái kỹ thuật mà em đi học đó bà con, học rất nhiều bà con, mỗi người một chút ít chút ít. Đây quay cái bông khác đi, cái bông này nó hơi khó. Đây đây cái bông xè dưới đây nè, nó hơi khó. Đây này đậu nhóc ở chân nè, cái bông xè nè, kiếm cái bông xè xè chút phấn mới đủ. Đâu rồi, bông này đi, này đi nha. Này quay nè bà con nghe ha, để vô nha, mình đút vô nè ha, đút vô cái mình xe cái nè. Đầu tiên là mình xe cái phấn nó sẽ rơi xuống ha, nó rơi xuống mình xe qua một cái mình xe ngược lại một cái ha, xe qua một cái xe ngược lại một cái, xe tầm khoảng gì đó. Cái mình lấy cái tay mình búng cái gì nè, búng cái gì nè là phấn nó dính vô cái nõn liền. Rồi xong là mình bẻ bẻ ngắt cái này mình làm dấu đó, vậy đó bà con. Thụ một hai bông nữa ha. Rồi cũng có nhiều bà con hỏi là mình lựa chọn vào cái thụ vào cái thời điểm nào, thì thường vườn em là thụ tầm khoảng 4 giờ rưỡi mới cô ra thụ rồi, chúng thụ 4 rưỡi ra thụ rồi. Mà tại vì cái na này bây giờ á thì cái theo trời khuya thì nó mới nở bà con, khuya càng khuya nó mới càng nở. Nhưng mà nhân người làm người ta không lẽ bắt người ta làm khuya quá nó cũng tội nghiệp, nên thôi là em cứ cho thụ sớm đi. Cái bông nào mà nó muốn bung rồi là bà con nó dễ bung lắm, muốn bung rồi là bà con thụ là tới thời điểm của nó là nó sẽ bung. Đây, ví dụ như bông này mình đút vô nè bà con. Đó ha, đút vô cái mình xoay qua một lần, tại vì nó có căn cưa đó, mình xoay ngược lại một lần ha, cho cái phấn nó một là một phần là rơi vô ống hút, còn thứ hai là nó sẽ bám vô nõn là cái chuyện đó rồi ha. Mình lấy cái tay búng lên gì cái là phấn nó dính cả đống luôn, là mình khỏi cần lấy phấn mà con.
quên làm dấu cái nữa, nó mình làm dấu cái cho nó mình biết cái phấn này thụ đó. Thì cái cách làm như vậy bà con, cái cách làm là bà con cũng chia sẻ hết mình với bà con rồi đó. Rồi, có sao chia sẻ như vậy để cho nó thực tế nhất quý bà con mình ha. Đó, rồi bữa nay cái quay cái vườn cho bà con mình xem nè. Đây mấy cái thập bông này là đậu rồi nè, con thấy cái bông nó đậu là con thấy nó xanh liền, cuốn nó dài lắm mà con bứt không đứt nữa. Đó. Cái vườn em nay 33 ngày thì cắt bữa mùng 1 đó, bữa nay mùng mùng 6 hả, cắt 2 ngày với 34 ngày bà con, 34 ngày đó bà con. Cái thời điểm mình thụ thì nó tầm nó rơi vào tầm khoảng 9 giờ, nếu mà có điều kiện thì 9 10 giờ mình thụ là ngon nhất trong thời điểm này. Còn mình không có điều kiện thì mình cứ thụ sớm bình thường, mà đúng tới cái lúc mà nó bung ra, mình bung hơi hơi là mình thụ được rồi. Thì tới tới khuya, khuya là em ra em thăm, tại vì không dài là em thức trắng với cái vườn của em à. Thức trắng với cái vườn của em. Đó, cái bông này. Mình thụ 3 ngày là mình biết nó đậu hay không đậu rồi bà con. Bà con để ý nè. Khi mà mình thụ cái bông này là mới thụ hồi tối nè. Bông mới thụ hồi tối nè. Đó, mấy chị bẻ một cánh sửa lại. Mới thụ hồi tối ha. Là cái đít nó trắng như vậy nè, nó dính phấn nè bà con. Là nó tỷ lệ đậu. Còn cái đít mà nó đen thì nó khó đậu. Còn bông này là thụ hai ngày, cái ngày hôm trước nè. Cái bông này là nó thụ nó sẽ ngã màu lại đen lại, nhưng mà ở trong đây là nó sẽ xanh lên. Bông này đậu nè. Thì cái cách mình nhận diện cái bông nó đậu hay không đậu sao sau 3 ngày thụ là biết rồi. 3 ngày thụ là biết rồi. Đây là những cái bông đầu này mới thụ. À, mới thụ tối. Tại vì hôm nay vườn em thụ mới 3 ngày à. Đó, quay đây em. Cái bông này là thụ thụ 3 ngày nè, em coi mà còn thụ 2 ngày chứ. 2 ngày là con thấy nè. Đầu tiên là cái biểu hiện là những cái nõn cái bơ cái cánh phấn á, cái cánh bông á nó sẽ khô lại. Bà con để ý nó sẽ rút rút cái bông này lại ha. Còn nếu nào mà cái bông này không đậu là nó thúi bông, nó thúi cái cánh này. Nhưng mà cái bông đậu là nó sẽ rút lại, nó khô lại ha. Ở trong đây nó hình thành lên cái nõn, nó u u u cái nõn lên. Đó, nó u u cái nõn lên. Đây đậu nhóc ở trên. U u cái nõn lên. Đó, đây nào con. U u cái nõn lên là tượng xanh bự lên. Thì lá đậu rồi đó. Đậu trong đây nữa nè. Không kẹt trong hốc gì đậu từ lưa cho. Biểu hiện là cái cánh nó còn rất là dai không? Nếu mà sau một đêm thụ mà con thấy cái bơi này nó khô lại liền là đậu rồi đó. Đây nè. Đậu nè. Cái có nhiều bà con hỏi là cái cánh cái cuốn á, cái cuốn bông á mà nó dài nó dễ đậu hơn là nó ngắn nó dễ đậu, thì em thấy nó cũng như nhau bà con. Ông này thì cuốn ngắn thì nó cũng đậu, ông này cũng cuốn dài thòn thì ông cũng đậu, nó không liên quan gì tới đó. Nó nằm ở chỗ là kỹ thuật của mình làm, cái dinh dưỡng này kia, cái độ ẩm này kia thôi bà con. Còn chứ cái cuốn dài cuốn ngắn thì nó không liên quan tới cái việc đậu hay không đậu ha, hoặc là đậu mạnh hay đậu yếu ha bà con. Rồi có nhiều người thì nói là cái bông đó mà nó cái cánh của nó mỏng á thì nó dễ bung, còn cái cánh mà nó dày thì nó khó bung. Thứ nhất đó là cái đó nó cũng đúng mà con, nhưng mà nó đúng một một phần thôi nha, em nói đúng một phần thôi. Bởi khi mà đến cái vườn của em là em thay đổi nhiều câu nói lắm. Cái cánh nó dày cùi nó cũng bung bình thường, nó cũng bung bình thường, nhưng mà cái cánh mỏng thì nó dễ bung hơn thôi, chứ không phải là cánh cánh dày mà nó không đậu nha bà con. Cánh dày nó cũng đậu bình thường, có gì không đậu á. Em nói là quan trọng nhất là về kỹ thuật bà con thôi, về cách đi phân thuốc thôi. Cái chuyện biểu hiện ở bên ngoài thì nó khó lắm, khó 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 quyết định lắm. Ví dụ như cái cánh này nó
Cái này nó cũng dày cùi nè, nhưng mà thường thì cái cây mà hoa mà đủ chắc thì nó dảnh, nó dễ dảnh hơn thì là cái bông của nó, cái cánh nó mỏng. Đâu nè, cánh mỏng thì nó dễ dảnh hơn cái gì, nhưng mà cứ thụ 2 ngày là biết rồi. Đó, đậu nhóc chân các bạn. Bây giờ cứ thụ là đậu, tại vì cái vườn em nó có tỷ lệ đậu tự nhiên mà, nó đậu tự nhiên mấy bông đầu là mấy cái bông sau dễ đậu lắm. Rồi cũng có nhiều người là cái đọt đi quá nó cũng không đậu, mà con thấy cái vườn của em nó cái đọt nó đi nó cũng đi dữ lắm, đâu có phải không đi đâu bà con, nhưng mà nó đi đi nhưng mà cái đọt nó già, cái lá nó già lắm. Lừa chưa nè, nhiều lắm rồi. Ừ, lượng bông của em mà đậu một một hai đứa đầu nó cũng đủ nè, đọt tốt nè, lá nó dài lắm, bằng cái mặt của em nha. Cái màu xanh này thì cái màu này là màu xanh xanh vàng 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 chanh, kiểu là đủ đủ chắc ha, nó cũng xanh dữ lắm, xanh dữ lắm chứ không phải vàng vàng khè đâu nha bà con, cũng xanh cũng tốt dữ lắm, cũng đậu bình thường. Cái vấn đề nằm ở chỗ cái kỹ thuật thôi bà con đó. Thì cũng chia sẻ bà con đôi điều về cái việc ta làm hôm nay. Khi mà cái cây bà con mà đã đậu, nó đậu mà nó sung á thì cây của bà con mới phát triển, chứ nếu nếu mà nó đậu mà nó si á thì không nuôi trái nổi nha bà con, đậu mà nó si không nuôi trái nổi đâu. Rồi chào với bà con mình nha, chúc với bà con mình sức khỏe ha. Bà con thấy cái video hữu ích nè, cái nón bự lắm. Cảm thấy cái video hữu ích đừng quên cho em một cái lượt like, đăng ký kênh để em có nhiều cái động lực để chia sẻ thêm cho bà con nhiều cái điều hữu ích ở bên cái cây na Thái đến với bà con mình nha. Chúc quý bà con mình nhiều sức khỏe nha. Thân ái kính chào với bà con. Số điện thoại em là 0961 084 636, đây số Zalo em luôn nha bà con. Chào bà con mình nha.